Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây bệt. Đó chính là cây bệt này. Huyền Diệu anh chị nhé. Cái này được lấy tên con gái nếu theo như lời kể. Chứ còn em thì chơi sau, sưu tầm sau thì cũng không chắc chắn. Nhưng mà nếu như theo như lời kể thì là nguồn gốc là của anh Lê Võ ở Quảng Trị sổ cái này. Sổ cái này và đặt tên con gái dễ nhớ thì phải. Đấy, em nhớ mang máng thế. Cái này thì nó là một cái bệt rất là đẹp. Cái này thì nó không phải là chỉ chơi hoa không, mà nó còn thân lá anh chị nhé. Cái này nó chưa được. Bây giờ đang là buổi chiều này, nên là nó ngày mai là căng sẽ rất là đẹp này. Đấy, cái này thì nó có cái đặc trưng, nó chỉ là lá nó rất là tròn anh chị nhé. Lá nó tròn như dạng lá đồng xu, rất là tròn và nhỏ thôi. Nhưng cái đầu lá nó tròn, lá nó ngắn và tròn. Bông hoa nó cũng nhỏ, sai bông nhỏ và bông cánh bầu rất là tròn. Đấy, thì cây bệt Huyền Diệu này nó là một trong những cây rất là đáng sưu tầm trong cái cây phi điệp. Và mọi người nhìn thì trông nó có thể là trông nó nhìn như cây lai đúng không? Nhưng thực ra thì không phải. Đấy, cái này nó là một cây phi điệp rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, mọi người cũng ngắm góc cạnh của cây bệt. Đấy, rất là đẹp. Cây này thì nó nở ổn định nhiều năm rồi. Chắc cũng nhiều anh chị biết đến cây bệt rồi. Đấy. Thì anh chị ở Hà Nội thì biết sẽ có thể sẽ nhiều hơn, hoặc là những người mà hay gặp với những người mà đam mê chơi bệt thì những cái cây này thì có thể là sẽ biết nhiều hơn. Đấy. Đây là cái cây bệt Huyền Diệu, là một cái cây cũng rất là đẹp, chúng ta cùng ngắm và cũng có thể là sưu tầm nếu như có điều kiện. Cây này thân lá nó đây, anh chị nhìn thân lá nó rất là đặc trưng, có nghĩa là rất là tròn nhá, lá gốc cũng rất là tròn, bên trên nó cũng rất là nhỏ. Lá của nó không phải là dòng lá to anh chị nhé, mà nó lá nó ngắn và tròn, rất là tròn anh chị ạ. Đấy, đấy là cái đặc trưng của cây bệt Huyền Diệu này. Thân lá nó tím bình thường và hơi rích rắc anh chị ạ. Thân lá tím bình thường và hơi rích rắc, được cái lá nó rất là tròn nên anh chị nhìn nhận nó rất là dễ thôi, nó cũng không khó lắm. Cái này thì gần như là đều nói là một số những cái cây rất là khó lẫn được, bởi cái này thân lá rất là đẹp. Cái này chúng ta chơi nuôi lớn thì có thể là vừa chơi hoa vừa chơi thân lá. Còn cái này như đây của em đây thì là năm nay thì cũng là hoa, tết hoa để cho nó chuẩn luôn. Thì giới thiệu với tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cây hoa lan khác, những cây hoa lan đẹp. Còn cái cây bệt Huyền Diệu này nó là cây ổn định nở nhiều năm rồi anh chị nhé. Đấy. Nở nhiều năm. Đấy. Giới thiệu mọi người. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.